Cậu ở mà cậu ở có một mình à, cậu buồn quá cũng đúng, đâu có dám đi đâu đâu, suốt ngày ở trong phòng sợ tụi xã hội đen nó kiếm. Cũng nhờ có cô lành mỗi ngày đi qua chăm sóc cho cậu ăn, cho cậu uống, tắm rửa cho cậu, thay đồ. Thế nói chung là không có chăm lo cho cậu. Ủa khoan 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 nha, ủa đâu 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 có đâu đuổi cậu hồi nào, ủa sao cậu kể con khúc vậy? Rồi khúc nào thì cậu nghe tới khúc đó, thì cậu kể tới khúc đó, cậu nghe tới đó cậu quá buồn bã, trái tim cậu tan vỡ, cậu bỏ ra đi không nhìn đường, đá chung cái chậu cây nữa kìa. Lúc đó bà nhớ rồi, mình ba cha con mình đang nói chuyện cái tự nhiên nghe cái tiếng động ngã chậu cây, ba còn nói mấy con chó tới phá đó. Chắc mấy con chó đó mà. Bây giờ mình đã bàn bạc vậy rồi thì mình quyết định vậy ha, con á phải đi kiếm cái phòng trọ cho cậu Xuân con. Ba cho 2 tháng tiền nhà đóng trước cho cậu con. Chắc là con sẽ mượn thêm tiền của mấy đứa bạn con nữa, nhưng mà chắc cũng không có được nhiều đâu. Không sao đâu, miễn là cho cậu ra khỏi nhà rồi tìm một cái nơi ẩn náu kín kín á, để cho tụi giang hồ nó không có làm bậy. Rồi xong sau đó là anh sẽ đi mượn thêm bạn bè tiền, rồi xong anh mượn bà nội nè, rồi anh mượn bên nhà vợ nữa, rồi khi nào mình trả xong mình rước cậu về. Nhưng mà láng kính nha con, đừng để cho bọn giang hồ nó biết chỗ cậu con, tội nghiệp cậu con. Bà yên tâm đi, con đâu có thiếu nợ tụi nó, cho nên nó không dám làm gì con đâu. Khoan, vậy là mọi người không có đuổi cậu đi hả? Đúng rồi, chỉ là muốn sắp xếp cho cậu một chỗ ở kín đáo. Tại vì tụi cho dây nặng lãi nó tới nó đòi là coi như là bắt cậu, sợ là coi như nó đem cậu đi nó bán nội tạng đó. Ôi dồi ôi, kinh thế. Vậy là cậu hiểu lầm mọi người rồi hả? Chứ còn cái gì nữa, cậu hiểu lầm mọi người cho nên cậu mới giận, rồi cậu mới quyết định đi mượn tiền má vợ của con đó, rồi cậu không có coi người thân ra cái gì luôn đó. Đó, phải vậy không? Thôi 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 thôi, được rồi, đừng có nhanh nhau nữa, cười tươi lên tươi lên. Ôi trời ơi, đấy đấy, đấy đấy, hiểu lắm thôi. Trời ơi, thế là hiểu nhầm nhau, thế là người này muốn tốt cho người kia thì muốn tốt người lại, rồi nó hiểu qua hiểu lại, cái này nhầm nhẫn thôi. Thôi bây giờ thế này đấy nha, mình hòa giải nhá. Nè, không có dễ vậy đâu. Thế mày khó khăn để làm gì? Cậu mấy ngày nay cậu ở đâu? Thì là nhờ cô lành nè, thấy cậu cù bơ cù bất mới mướn cho cậu một cái phòng trọ vắng vẻ. Cậu ở mà cậu ở có một mình nè, cậu buồn quá cũng đâu có dám đi đâu đâu, suốt ngày ở trong phòng sợ tụi xã hội đen nó kiếm. Cũng nhờ có cô lành mỗi ngày đi qua chăm sóc cho cậu ăn, cho cậu uống, tắm rửa cho cậu, thay đồ. Thế nói chung là không có chăm lo cho cậu, không có cô lành là chết hết. Cảm ơn em nha lành. Chân tay mày bị liệt à, mày không thử chăm sóc được? Em buồn tính quá là mà. Có gì đâu, mình là gia đình mà. Ai gia đình với cô? Thì mọi người là gia đình với nhau, em là gia đình của một gia đình riêng em. Vậy là cậu chưa trả nợ hả? Ngày mai là hạn chót đó, bây giờ phải làm sao? Không biết. Thôi được rồi, đừng có sồn sồn lên nữa. Chuyện này để đấy, mẹ giải quyết cho. Sao giải quyết vậy chị hai? Đây, vấn đề là như thế này. Chị là chị của em, chị phải nhìn xa trông rộng, chị phải tính toán hết cho cuộc đời của em, đúng không? Cho nên như thế này, chuyến đi Hà Nội vừa rồi của chị ấy, không phải là đi ra đấy để dự đám tang gì đâu. Chị ra đấy là để bán cái miếng đất Hương Hòa của ông bà để lại. Thật đấy, bán thì bà mang tiền vào đây để trả nợ cho em. Bà bán được rồi, mang tiền vào đây rồi. Đấy, có gì trả nợ cho em thôi. Sao, mừng lắm à? Thấy chị bao cao cả chưa? Tôi chị là chị bao la quá phải không? Bao la rộng lớn. Từ đấy thấy thấy hình tượng chị cao cả hơn hẳn phải không? Chị đẹp quá hầu quang. Đấy thấy chưa? Đấy đấy, nhưng mà không phải như thế nhá. Chị nói là bây giờ là chuyện đến nơi thì chị mới nói thôi nhá. Nhưng chị không có nói trước cho tất cả mọi người biết đâu, tại vì chị sợ. Sao bà không nói tôi hay? Cái chuyện này bà nói sớm thì đâu gia đình đâu có xảy ra cái chuyện cậu Xuân vậy. Tôi đã nói là tôi sợ rồi. Sợ cái gì? Sợ nó ỉ lại. Hiểu không? Lúc nào nó gây nợ cũng có chị nó đi đằng sau để mà quét rác cho nó. Rồi nó ỉ lại, nó lại tiếp tục lêu lỏng, nó tiếp tục cái lối sống của nó. Không có mà lo trước lo sau được, hiểu chưa? Nó không có nên người. Nên tôi mới im lặng thôi, khi nào mà nó đến cái mức cuối cùng rồi, nó biết suy nghĩ lại rồi thì tôi mới ra tay cứu vớt nó như là một cái đấng gọi là đấng cứu vớt ấy, hiểu chưa? Đấng lại cứu vớt. Em nghĩ là chắc chị hai sợ anh hai la, tại suốt ngày cứ bảo bọc em. Nhưng sao anh hai la được? Đây là tiền, là tiền của chị em, tiền của em, tiền bên ngoại của thằng Trường.
chứ đâu phải tiền bên nội đâu. Với hơn nữa đó, bà cứu em mà, chuyện này bà làm đúng mà, làm sao mà tôi cản được. Đấy, thấy chưa? Đấy, có mấy mà ai mà lấy được người chồng mà biết điều như chị đâu, thấy chưa? Đấy, 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 hình tượng anh chị lại tạo hào quang rồi đấy. Ơi, bây giờ là hào quang đôi luôn. Đâu, đúng rồi. Tỏa sáng hào quang đôi. Đấy, đấy. Ơi, thôi như thế này, đừng có khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, vui vẻ lên. Đấy, ngày mai này là đi với chị. Đấy, đi giả nợ này, xong rồi đi chuộc lại cái nhà này. Rồi em đi đến cái nhà thế đấy, rồi lấy hết cả đồ của Đạt về nhà lại với nhau nhá. Đâu được. Đâu về nhà này được. Ừ, sao không về được? Ở nhà của nó không về. À không, ý của Lành là mới mướn nhà trọ mà cho tiền trả tao hết rồi, ở mới có 2 ngày về. Ủa? Thì bỏ, mình bỏ. Thì mình bỏ thôi. Anh chị à, em nghĩ là sau cái chuyện này trước hết á là về bản thân em, em cũng hối hận lắm rồi. Đây. Em không có dám đem nhà đi cầm nè, không có dám mượn tiền lãi cao, mượn tiền xã hội đen gì đó, em sợ lắm. Nhưng mà còn cái chuyện về nhà liền ngay bây giờ thì em nghĩ là chắc chưa có được đâu chị hai. Sao không được? Sao thế? Dạ, em nghĩ vậy nè. Em muốn nói á, em nghĩ là cái nhà mà mình thuê đó, bây giờ mình bỏ thì nó uổng quá. Thôi em tận dụng thời gian này để em để gây nợ đó. Tao tán cái mặt mày bây giờ. Cái nết đấy là không được nhá. Cái nết này là phải tĩnh tâm lại nhá. Thì đó, em cầu xin lỗi, cho nên em cũng muốn là tĩnh tâm lại, em dùng cái thời gian mà mình trả tiền trọ, em ở trong em ăn năn hối cải chị. Em còn phải xin lỗi bác Xui nè, xin lỗi chị Hồng nè, với lại mỗi ngày em cũng tụng kinh cầu siêu cầu an rồi đó, để cho cả gia đình mình được tai qua nạn khỏi. Trời ơi, nhà mình có thầy mình tôi không hay. Dạ, rồi thôi đừng có xuống tóc nha.